Vâng, chào tất cả các bác này. Hôm nay em vào vườn của anh hàng xóm, em quay cái vườn chuối Tết này. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019. Chuối toàn bộ là vào Tết hết. Đây em quay lên đây xong rồi em để cho các bác xem, xong rồi là nếu bác nào có nhu cầu mua chuối Tết thì liên hệ với em theo số điện thoại 0779 335 899, em tên là Thảo, em người Phú Thọ. Đấy thì các bác xem rồi có gì thì cho em xin ý kiến. 100% là chuối vào Tết hết. Chuối thì 100% đã chỗ buồng rồi. Đây ở đây người ta chăng cái dây này, dây đen này để cho nó không bị cây chuối nó không bị đổ. Rất nhiều dây, đi là cứ phải cúi cúi xuống. Đây thì em bây giờ thì vào giữa cái lối. Làm đấy nhôi. Còn bên này là vườn chuối Tây Thái Lan này. Đấy, anh giờ. Đấy, chuối này vào Tết tới các bác nhé. Thì có gì các bác liên hệ với em. Em tên là Thảo. Số điện thoại của em là 0779 335 899.